Sân vận động Tây Ninh có thể xem là một trong những sân vận động có quy mô nhất ở khu vực Đông Nam Bộ. Sân vận động này được khởi công xây dựng vào năm 2004 trên diện tích hơn 4 hectare. Sân vận động Tây Ninh chính thức khánh thành vào năm 2005. Ban đầu sân vận động này chỉ có một khán đài. Năm 2009, sân vận động Tây Ninh bắt đầu quá trình nâng cấp mở rộng, bao gồm việc xây dựng thêm khán đài B và bổ sung dàn đèn chiếu sáng. Sức chứa hiện tại của sân vận động này vào khoảng 15.500 khán giả. Trong đó khán đài A đã được lắp đặt toàn bộ ghế ngồi. Khán đài A của sân cũng được lắp đặt mái che hình lượn sóng và có hình dáng khá lạ mắt. Mặt sân Tây Ninh sử dụng cỏ lá gừng, nhưng được chăm sóc khá tốt nên chất lượng ở mức chấp nhận được. Khi sân vận động Tây Ninh được xây dựng, nó đã trở thành một biểu tượng của thể thao tỉnh Tây Ninh. Không chỉ đơn giản là một sân bóng đá, đó còn là dự án phát triển thể thao lâu dài. Ngay từ những ngày đầu tiên được đưa vào hoạt động thì sân đấu này đã là một nơi tổ chức nhiều giải đấu thể thao lớn trong tỉnh. Nhiều giải bóng đá trẻ quốc gia cũng được VFF tổ chức tại đây. Đây từng là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Tây Ninh, gắn bó với bao thăng trầm cùng câu lạc bộ này khi chuyển mình từ phong trào lên chuyên nghiệp. Hạng đấu cao nhất mà sân vận động này góp mặt là giải hạng nhất quốc gia. Năm 2021, vì khó khăn về tài chính, câu lạc bộ Tây Ninh chính thức giải thể, sân bóng này được bàn giao về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh. Khiến sân vận động này từng trải qua một giai đoạn bị bỏ quên và xuống cấp khiến người dân Tây Ninh không khỏi xót xa. Rất may, sau khi bóng đá trẻ Tây Ninh được khôi phục, sân vận động Tây Ninh cũng được chỉnh trang cải tạo lại như trước đây, để làm nơi tập luyện cho các tuyến trẻ của bóng đá Tây Ninh. Câu lạc bộ Tây Ninh đã bắt đầu tham dự giải hạng 3 năm 2022, hạng đấu thấp nhất của bóng đá Việt Nam. Đội U21 Tây Ninh cũng vừa giành quyền tham dự vòng chung kết U21 quốc gia 2023. Hy vọng với những tín hiệu tích cực đó, sân vận động Tây Ninh sẽ sớm trở lại trên bản đồ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Sân bóng mới nhất ở Việt Nam chìm nghỉm theo bóng đá quê hương là sân vận động Cần Thơ. Đây là sân bóng lớn nhất miền Nam và cũng là sân vận động độc đáo bậc nhất Việt Nam. Nằm ven bờ sông Hậu, sân vận động Cần Thơ được khởi công xây dựng vào năm 1980 và chính thức khánh thành vào ngày 19 tháng 5 năm 1983. Sân Cần Thơ có kiến trúc khá độc đáo khi khán đài được tạo hình bằng phương pháp đắp đất theo hình lòng chảo. Mặt bên trong khán đài được tráng bê tông, các bậc thang khán đài được tạo ra bằng các tấm đanh đúc bằng xi măng để cho khán giả ngồi. Mặt bên ngoài của khán đài bằng đất được trồng cây xanh để tạo thành bóng mát. Ở trên đỉnh của khán đài sân Cần Thơ có đường vòng cung rộng khoảng 6m để cho khán giả di chuyển dễ dàng và cũng là nơi khán giả có thể đứng xem trong trường hợp sân bóng quá đông. Chính kiểu kiến trúc độc đáo, cùng với việc không có ghế ngồi, nên có thời điểm sân vận động này có thể chứa đến 50.000 khán giả. Có thể xem là lớn nhất trong các sân vận động tại Việt Nam. Năm 2011, sân vận động này đã được cải tạo và nâng cấp bằng việc làm mới khán đài A với kinh phí vào khoảng 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, mãi đến tháng 4 năm 2016, việc cải tạo mới hoàn thành sau khi mái che khán đài A được lắp đặt. Với sức chứa 5.000 khán giả và được lắp đặt toàn bộ ghế ngồi, khán đài mới này có mái che với độ vươn gần 40m và kết cấu dạng vòm cong. Kinh phí cho riêng mái che này vào khoảng 17 tỷ đồng. Từ năm 2019, lần lượt các khán đài còn lại của sân vận động Cần Thơ đã được lắp đặt ghế ngồi. Nhìn từ trên cao, sân được chia làm 4 khán đài với 4 màu khác nhau là lục, đỏ, vàng, lam. Sau khi lắp đặt toàn bộ ghế ngồi, sức chứa của sân vận động này giảm xuống khoảng 30.000 khán giả, mặc dù thực tế số lượng ghế ngồi được lắp đặt không nhiều đến vậy. Phía dưới sân, mặt cỏ sân vận động Cần Thơ là cỏ lá kim và từng được biết đến là một trong những mặt cỏ tốt nhất ở các sân vận động của Việt Nam. Nhưng giờ đây đó chỉ còn là điều xa xỉ. Bao quanh mặt cỏ là đường pit và một đường đua mô tô thể thao. Sân vận động Cần Thơ dĩ nhiên phải là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Cần Thơ. Từng đồng hành cùng đội bóng Tây Đô tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam từ năm 2015 đến 2018. Đây cũng là giai đoạn sôi động nhất của sân vận động này. Năm 2019, câu lạc bộ Cần Thơ phải xuống chơi tại giải hạng nhất, không khí tại sân vận động Cần Thơ cũng nguội dần, cho đến khi tắt hẳn vào đầu năm nay, khi đội bóng Tây Đô tuyên bố giải thể vì thiếu tiền. Khác với câu lạc bộ Tây Ninh, câu lạc bộ Cần Thơ đã có một đội trẻ tham dự giải hạng 3 năm 2022, đây sẽ là tiền đề tốt để đội bóng này làm lại từ đầu. Sân vận động có chất lượng tốt nhất Việt Nam hiện nay mà bị bỏ không chính là sân vận động Cẩm Phả. Nằm ở trung tâm thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Sân bóng này được xây dựng từ cuối thế kỷ 20.
sân vận động Cẩm Phả đã trải qua nhiều lần cải tạo nâng cấp. Bắt đầu vào năm 2010, khi sân vận động này được đầu tư 37 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp các khán đài và lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Sức chứa lúc này của sân vận động Cẩm Phả là 8.762 chỗ ngồi. Đến năm 2014, hệ thống chiếu sáng của sân vận động Cẩm Phả được nâng cấp để đáp ứng yêu cầu của ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Từ năm 2018 đến năm 2020, sân vận động Cẩm Phả đã trải qua lần cải tạo có quy mô lớn nhất với 163 tỷ đồng. Các khán đài được xây dựng và mở rộng, nâng sức chứa của sân từ 8.762 lên 16.000 chỗ ngồi. Toàn bộ khán đài được lắp đặt ghế ngồi với nhiều màu sắc. Lần gần nhất vào tháng 7 năm 2021, tỉnh Quảng Ninh đã chi 83 tỷ đồng để tiếp tục nâng cấp sân vận động Cẩm Phả phục vụ việc đăng cai nội dung bóng đá nữ của SEA Games 31. Gồm các hạng mục bổ sung mái che khán đài A, B, điều chỉnh kích thước mặt sân theo tiêu chuẩn quốc tế và làm mới mặt sân bằng loại cỏ Bermuda tiên tiến hơn loại cỏ lá gừng trước đó. Sau khi hoàn thành cải tạo, sân vận động Cẩm Phả đã khoác lên mình một diện mạo mới và trở thành một trong những sân vận động có chất lượng tốt nhất Việt Nam hiện nay. Thật tiếc là khi sân bóng này hoàn chỉnh được cơ sở vật chất với chất lượng cao thì lại thiếu vắng không khí của bóng đá đất mỏ. Người Quảng Ninh nổi tiếng với yêu bóng đá cuồng nhiệt, không kém bất kỳ nơi nào. Họ xem mặt cỏ sân Cẩm Phả không khác gì trái tim của mình và là niềm tự hào của người dân cả tỉnh. Từ năm 2015 đến 2021, đây luôn là một trong những sân bóng sôi động nhất tại V-League, khi câu lạc bộ Than Quảng Ninh là một trong những đội bóng mạnh của giải vô địch quốc gia. Tuy nhiên sau mùa giải 2021, đội bóng Than Quảng Ninh đã phải dừng hoạt động vì nợ lương cầu thủ với số tiền được đồn đoán lên đến 70 tỷ đồng. Sân Cẩm Phả cũng chia tay với bóng đá cấp câu lạc bộ kể từ đây. Hiện tại, vẫn chưa có tín hiệu nào về sự trở lại của câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Trong khi một câu lạc bộ khác của bóng đá đất mỏ được kỳ vọng sẽ mang không khí bóng đá trở lại Cẩm Phả là Luxury Hà Long lại vừa rớt xuống hạng 3 sau chỉ một mùa giải góp mặt tại giải hạng nhì quốc gia. Với thảm cảnh hiện tại, chưa biết khi nào bóng đá cấp câu lạc bộ mới trở lại với sân vận động Cẩm Phả, đó thực sự là một điều rất đáng tiếc và xót xa.